Quý vị ơi, bây giờ là bước ra khỏi không gian bếp. Thì bây giờ nhân cái câu chuyện về cái món ăn này thì mình tìm hiểu một chút về cái câu chuyện của nhà hàng này đi. Khi nấu ăn ngon vậy chắc là cũng nhiều người thích lắm đúng không? Đàn ông mà đẹp trai và lại biết nấu ăn ngon nữa thì chắc cũng là nhiều người thích. Rồi fan nữ chắc đến đây ăn cũng đông lắm hả? Ủa cái nhà này hàng này không có fan nữ đến hả? Có nhiều bạn nữ đến đây đúng không? Chắc là xem chương trình này nọ thì cũng đến đây cũng hâm mộ anh chủ đúng không? Dạ, cũng có mấy đấy. Anh ngượng ngùng, anh cũng ngượng ngùng chia sẻ. Lý do vì sao lại đặt tên là 030 Cuisine? 030 là cái mạ vùng của Berlin. À, là nơi mà Huy sống rồi mình nói với gia đình. Chính xác, 030 là mạ vùng. Cuisine là ẩm thực, tiếng Pháp. Sao Huy lại chọn quay trở về Việt Nam rồi lại lập nghiệp bằng cái công việc ẩm thực này? Nói chung là Huy vẫn trẻ và Huy cũng muốn trải nghiệm nhiều trong cuộc sống. Cái khó của Huy là gì khi mà Huy mở cái nhà hàng 030 Cuisine này? Cái thử thách ban đầu là mình phải tìm hiểu về cái khẩu vị của người Việt Nam mình. Mặc dù là Huy là người Việt Nam mà Huy sống bên kia, thật sự là mình cũng không có biết được là thị trường Việt Nam người ta sẽ thích món kiểu gì. Huy về Việt Nam với cả cái ý tưởng là mở nhà hàng rồi. Nhưng mà năm đầu là mình tìm hiểu, khám phá. Là ban đầu tiên là đi ăn thôi hả? Là đi ăn thôi. 030 sẽ là cái bước đầu để Huy khám phá thêm về ẩm thực Việt Nam nhiều hơn. Ban đầu Huy thật sự là Huy, cái ý tưởng Huy là ok, mình mang món Đức. Nhưng mà Huy có cái cảm giác là mình bán, mình muốn tồn tại, mình phải sáng tạo món nào mà mình có thể bán hàng ngày được. Người Việt Nam mình không muốn ăn béo. Huy đã thay đổi cái mô hình sẽ thành là 80% châu Á, còn 20% là đồ châu Âu. Cho nên là cái chữ fusion ở đây có nghĩa là cái sự pha trộn. Cái sự hòa nhập giữa những cái nền văn hóa ẩm thực khác nhau trong cái món ăn của mình. Khang cũng kinh doanh nên Khang biết là những cái thời gian đầu mở nó khó lắm. Thế thì cái tháng đầu tiên, cái thời gian đầu á, Huy đã khó khăn như thế nào? Vì món này Huy sáng tạo hết mà, thì là ban đầu Huy cũng ra với cả ý tưởng với 100 món trong đầu. 100 món. Dễ sợ. Mình chỉ biết là ok, người Việt Nam thích cái khẩu vị người ta, nhất là Sài Gòn như thế nào, phải đậm đà, chua, cay, ngọt. Mình thích món nào, sau đó là mình sáng tạo mấy cái món ra trong đầu, mình nghĩ công thức trong đầu ra, mình viết ra. Ngon hay không ngon, cái đó là câu hỏi, không liệu biết được, mình phải nấu thử. Thứ hai là mình sẽ vẽ cái món nó ra, vẽ cái presentation như thế này, xem là trong nó có đẹp không. Rồi sau khi là thử 100 món thì là bị fail 80%. Fail là tại do sao fail? Trước tiên là mình ăn thử đã, xong rồi mình thấy là ok, cái gì mà nghĩ trong đầu xong rồi lên một cái đĩa ăn nó không có kết hợp với nhau, ăn nó rất là lạ và rất là mạo hiểm nếu mà mình bán cái đó. Sau khi đó thì còn tầm 50 món là bắt đầu nấu cho bạn bè ăn. Lần nào cũng một vòng là cũng 20 người để thử món ăn. Người ta ăn thử một phát, fail thêm 30 món nữa. Tức là 30 món đó họ cũng chưa thích. Chưa thích, người ta chê, chỉ còn 20 món thôi. 20 món là người ta thật sự là ưng ý. Và Huy cũng ưng ý, thì lúc đó mình vào ok, bằng cái đó là mình sẽ bắt đầu mình sáng tạo cái đó, thử thách ban đầu. Mặc dù là mình có 20 món đó rồi, nó cảm giác khá là ít. Lúc đó Huy cũng rất mất tự tin, rất là sợ. Tiếng Việt mình vẫn rất là dở, bị hạn chế. Sợ không biết có nên làm cái mô hình đó hay không. Nhưng mà mình bắt đầu thi công nhà hàng rồi thì không thể nào dừng lại được. Không nào bỏ cuộc tiền được. Tiền cọc nhà rồi, tiền nhân viên này là bắt đầu rồi. Cái chuyện tìm nhà nó cũng rất khó luôn. Mà Huy tìm cái mặt bằng này á để mà mở cái nhà hàng á, đã gặp cái khó khăn gì không? Có, bị lừa gạt. Còn nhớ là lúc ban đầu mình cũng tìm được một cái mặt bằng và đặt cọc ký rồi, nhưng mà cuối cùng nó bị fail, họ lấy lại cho người khác thuê. Đó là một cái khó khăn thật sự, là nó làm cho mình vừa mất tiền vừa mất quá trời thời gian luôn. Huy cũng hạn chế về tiếng Việt, tìm nhà cũng không có đơn giản, cũng có rất là khó. Thì cũng qua rất là nhiều agents, có người ta cứ hứa cho mình là ok, nhà này rất là đẹp thế này, nó đến lúc đến nơi phát chồng không có đúng cái tiêu chuẩn của mình luôn, là mình đưa ra nó mất quá trời thời gian, mất hình như là 3-4 tháng để tìm được một cái địa điểm. Bây giờ không biết tìm nhà ở đâu, bây giờ thôi mình đi bộ thôi. Mình đi bộ xong mình cứ xem là có chỗ nào cho thuê thì mình thuê. Thì đi qua hẻm này thì cũng gặp chính chủ đứng ngoài đường đang chuyện trò. Thế là mình hỏi đến nhà này thì đúng một người chủ nhà luôn. Thì đó là có cái duyên. Có cái duyên. Tại sao lại quyết định chọn nhà hàng ở một cái con hẻm thay vì
nó nằm ở ngoài mặt đường cho người ta dễ thấy và người ta sẽ dễ ghé hơn? Thứ nhất là Huy phải nói là vì là cái này là tự tài chính của Huy, Huy phải tự làm, cho nên là cái mặt tiền với cả mình thấy nó hơi bị mạo hiểm quá đối với cái quán ban đầu của mình, nhất là với cái mô hình kiểu này. Và Huy cũng thích cái cách, cái phong cách, mình phải tò mò, mình tìm mấy cái nhà hàng ở trong hẻm, vì thế là Huy chọn cái địa điểm này. Còn đa số khách của Huy cũng không biết cái hẻm này luôn, chưa bao giờ vào cái hẻm này luôn, không biết là nó có luôn á. Khi Huy mở cái nhà hàng này, Huy về Việt Nam này thì gia đình của Huy có nói gì không? Bố mẹ của Huy cũng không muốn Huy về. Hai năm mới mua cái nhà hàng. Huy làm sao Huy có được cái tài chính để giúp cho mình có thể trụ lại? Lúc đó là Huy ở Việt Nam 1 năm rồi, tiền mình để dành mình bỗng lúc ở hàng đập con heo ra xong rồi lấy tiền ra, cũng có sự giúp đỡ của bạn bè nữa. Huy cũng cố gắng thiết kế và xem dựng nhà hàng cho nó đơn giản nhất có thể. Cái khó là nhất là cái nhân sự của mình. Nhiều khi nói không hiểu, giải thích không hiểu, vì là Huy phải dạy cho bếp để bếp nấu mà, không phải là Huy đứng hàng ngày trong bếp để Huy nấu ăn. Huy là về phần sáng tạo thôi. Các bạn ban đầu chưa quen, Huy cũng phải đổi rất nhiều nhân sự, nhưng người ta không có hiểu mình. Thời gian đó cũng khá là bị stress, vì là mình mới mở thì mình đông khách mà cái tự vận hành nó chưa có được trôi chảy, thế là cũng bị mất nhiều khách. Đúng rồi, mất nhiều khách, phục vụ một cái số lượng khách như thế thì lúc đó Huy cũng rất buồn và rất là mất tự tin về cái kinh doanh của mình và cái cách làm của mình. Khi mà họ đã quen việc rồi, họ làm với mình rồi thì rất là tốt, nhưng mà rất là khó để một cái người mà ta mãi mãi người ta đi đồng hành cùng với mình, thì lúc đó lại mình lại phải bắt đầu với lại câu chuyện của bếp mới với nhân sự mới. Huy đã chuẩn bị gì cho cái bài toán này? Huy còn nhớ vào mùa Tết, lúc đó là Huy thật sự đã phải đổi việc cả nhân sự bếp luôn, sau đó là Huy phải tự đứng nấu cùng với một người nữa, hai người nấu cho cả nhà hàng. Cái đó làm cho Huy thật sự là tỉnh ra, mà mình bảo ok, bây giờ làm như thế nào, làm mình phải kiếm một cái hệ thống kiểu gì mà có thể tuyển người mà mình không phải sợ là người ta đi. Đó là mình xây dựng một cái quy trình về đào tạo để một người mới bước chân vào họ là phụ bếp, sau đó lên bếp phó, rồi từ từ họ mới lên bếp trưởng. Từ từ như vậy thì mình thấy trong những cái con người đó mình lựa ra một cái người có thể đi đồng hành với mình lâu dài, đúng không? Thưa quý vị, cái câu chuyện về cái món ăn chỉ là một phần trong cái chương trình của chúng tôi Quán Lạ Thành Quen. Quý vị nghe cái câu chuyện của Huy kể để quý vị thấy không phải kinh doanh là cái câu chuyện của startup có tiền đầu tư vô một cái mở doanh nghiệp ra là thành công đâu, mà đó là câu chuyện của cái người trẻ, người ta lập nghiệp, người ta đối mặt với quá nhiều cái khó khăn như vậy. Nếu mà quý vị có cơ hội, quý vị sẽ đến với lại 030 Cuisine để mà thưởng thức món ăn ngon, rồi thi thoảng quý vị gắp miếng cá hồi, quý vị ngắm ông chủ, rồi quý vị lại thấy là cá với ông chủ đều ngon như nhau, cá với ông chủ đều ngon như nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức cái món này nha. Okay. Mời Huy. Rồi mời Huy nha. Cá hồi mềm, ngọt và giữ được cái vị tươi của nó. Bên cạnh đó quý vị ăn á, quý vị sẽ thấy có rất là nhiều cái vị sốt ở trong đó nữa. Có một chút cây cây nữa nè. Mì cũng rất là vừa nhưng mà rất là ngon. Được không? Được, chắc được. Ok. Khi mà Huy học cái món ăn, cái đầu bếp này á, thì Huy có một cái người ân nhân hay là một cái người thầy nào đó mà đã truyền cái cảm hứng, hoặc là có một cái câu chuyện nào đó khiến cho Huy cảm thấy yêu mến cái công việc này không? Gia đình Huy là thật sự là mỗi người sống một nơi, cũng ít khi gặp nhau. Cả nhà là mỗi con trai thôi, để con trai thôi. Còn mỗi mình mẹ đứng bếp xong rồi phải nấu ăn cho cả nhà, rồi bạn bè nọ kia, Huy thấy rất là thương mẹ, thấy cực quá. Thì là Huy nhảy vào Huy giúp. Thì lúc đó mình cũng thấy mình thích cái công việc này, vì cái món ăn của mình sẽ là kết nối cả gia đình lại. Huy có muốn chia sẻ gì với mọi người trước khi chúng ta khép lại không? Chia sẻ cho các bạn trẻ đi. Ai mà có một cái đam mê và cái ước mơ, mình nên theo đuổi nó bước từng bước, và mình phải tự tin vào bản thân của mình và cái năng khiếu của mình. Nhân đây thì với chương trình Quán Lạ Thành Quen, Huy có muốn gửi lời nào đến những người yêu thương mình hay không? Trước tiên Huy muốn gửi lời cảm ơn trước tiên đến các bạn đã đến ủng hộ quán và ăn thử những cái gì mà Huy sáng tạo. Và Huy gửi lời cảm ơn đến team của Huy, mọi người cùng với Huy đã làm được cái quán cho nó thành công, thì Huy rất cảm ơn. Và Huy phải gửi đến lời cảm ơn đến chú Hải là bố của Thảo Nhi Lê, là bố của Huy. Nói chung là chú và Huy vẫn là có cả gia đình của Nhi luôn, vẫn là thân thiện và vẫn quan tâm đến nhau. Cảm ơn Huy rất nhiều. Okay.
bị giấy tờ làm xong check in, thấy điện thoại anh Hiệu lên. Alo, gì anh Hai? Trời ơi, Cường ơi, chết rồi, cái gì anh Hai bình tĩnh, chết rồi, cái thằng Kim Tử Long nó bay sang bay khác. Cùng anh bị bỏ lại hả? Cùng giờ mà Mỹ là hai sân bay, bay sân bay khác. Nó trong bây giờ anh bình tĩnh, bây giờ anh chỉ cần tới nói chuyện với nó rồi xong trên thằng taxi chở qua. Tao biết tiếng Mỹ tao chết liền. Ủa sao hôm bữa anh check in của vé bay cho tụi em mua đồ hay quá vậy? Trời ơi, tao nói Vietnam Mino English là làm hết. Tao nói anh bình tĩnh. Bây giờ nghe nói là anh có đứa con gái ở Sóc Cali đúng không? Bây giờ nè, anh cầm gọi điện thoại cho con gái anh. Kêu con gái anh chờ điện thoại đưa cho cái thằng nào taxi á, để cho con gái anh nói chở qua thằng sân bay. Trời ơi, hay quá Cường, hay quá, mày nhớ ra được hay cái. Sau đó cho nó chị xong trên đường đi. Mình dính sao leo lên chuẩn bị tắt điện thoại. Hên hai gọi tiếp, lén sợ ồn. Cái gì nãy? Ở trong, chết tao rồi, không biết tao chết hay con sóc, nó chết ở gì. Đúng quá, thằng Mỹ đen nó chở vô rừng. Ta đi đường tắt. Đi đường tắt. Mà thấy ông này đang nói chuyện mà chồm cái thằng Mỹ. Đúng mà nó nhìn kiến chú hậu ghê. Ông kia mình tưởng tượng á, ông kia đang lái nhìn kiến chú hậu mà thấy sao thằng này nó có khôm xuống hoài à. Khôm xuống hoài, biết nó đâm mình lúc nào rồi không? Không cần nghe điện thoại mà có không? Ông kia gì? Trời ơi ghê quá, đùa không biết nó giết tao lúc nào. Chạy vô rừng không à, được tắt. Rồi cuối cùng nha, ông tới không? Tới, trễ chứ bay. Bay xong rồi nó bị delay xong rồi. Delay xong rồi về tới Cali á, là cái live show của ổng á, 8 giờ. Trễ tới 1 tiếng rưỡi. Trong 1 tiếng rưỡi từ 8 giờ mở màn đến 9 giờ rưỡi mở màn. Tiếng rưỡi sổ số thuốc. Mình hỏi, ủa sao anh Hai kiểm đó? Kiểm. Nhưng mà tội nghiệp đó, trễ tiếng rưỡi tụi nó sổ số quá trời luôn. Thằng bầu nó bỏ tiền đó, sổ số giống như Thúy Nga vậy đó. Ngồi tức quá, thu nhiều quá tức. Ví dụ Hai hỏi câu trả lời này đúng cho chăm. Đúng cho chăm. Trong tiếng rưỡi cho hoài nhiều tiền. Còn chọn ngàn mấy á. Ừ. Chưa quá trời. Rồi dọn được chưa? Được ăn hết chưa? Rồi xong rồi đó. Ăn nữa, ăn đi. Nhà là nhiều khi có những cái mà nó nói thôi bây giờ con chỉ muốn bà ngoại làm thôi. Con không muốn mẹ tắm cho con. Nhiều khi cái em nói là bộ con không thương mẹ hay sao vậy? Nó con sợ mẹ mệt đó. Đó thì nó nói được vậy. Thì em biết là nó thương nhưng nó không nói và nó không tâm sự thôi. Rồi giác máy qua anh Bin đi. Mình ngủ rồi. Kề giác máy qua quen Bin kìa. Trời ơi, làm gì nó mệt chứ trời. Coi chừng anh dính mưa nãy á. Mình còn anh ăn cái gì cũng được mà đúng không? Gì cũng được hết á. Mẹ anh ăn gì mà không ăn. Ăn gì anh đâu ăn chay gì kỳ đâu. Mình không ngon, miễn mình đừng có sát sanh. Dạ. Nó bậy bạ. Không cho mình. Sắp xong. Mình lâu quá. Chưa, đâu rồi đó. Cho 30 giây, cho 30 giây. Ủa anh nãy gì vậy anh? Trà à. Hả? À. Má đang chạy bên. Rồi lẹ nói lẹ. Rồi. Wow, nhìn rau dày, nhìn nước mắm này là em mạnh dạn đoán mình ăn bánh xèo hoặc bánh khọt. Bánh khọt không phải đâu. Gì hết hồn. Bánh xèo. Đây, mọi người hãy đón thử xem. Tôi đã đậy ra rồi, mọi người hãy xem. Đón đi đây món. Đón gì ló gì mà đón gì. Đậy mà đón. Tôi đã đậy lại rồi, mọi người đón đi xem. Miếng này đúng kìa. Anh xàm với xàm. Đúng kìa quá vậy. Đâu, đâu, xàm tới xàm luôn. Lớp bể dĩa bánh xèo đó xuống luôn đi. Mọi người hãy nhìn xem. Đây. Đó. Dễ quá, là bánh tráng là biết ra rồi. Anh thấy hay. Cái miếng này cho vô lai xô anh được. Được hay. Anh gia chủ, anh cái dĩa lớn. Hồi nãy nó nói anh Cường ơi, anh mời em thì mời trước đi nha. Trong cái thời gian tháng 9 này thì em còn có 1-2 bằng ngày rảnh á. Đến cái tháng 11, 12 bảo đảm em rảnh 3 tháng luôn. Mấy đang nói là không có việc làm. Dạ. Đây, anh biết là anh Nhật Cường rất là thích ăn bánh xèo, đúng không? Đúng vậy. Và đặc biệt là ăn bánh xèo miền Trung. Cho nên ngày hôm nay em đã đội mưa đi ra chợ mua bánh xèo miền Tây về cho anh ăn rồi.
đưa vô live show đúng không anh? Được vô live show miếng rớt hoài. Anh mắc cười quá. Tại em không có miền Trung, không có bánh kẹo miền Trung. Mà anh mà đợi đi mua bánh kẹo miền Trung là về là anh hốt em luôn á. Tại vì anh tôn đường hả? Anh chị nhà mình căng bánh căng đi cũng được. Không, ở đây làm gì có bánh căng? Có không? Có, tại không biết chỗ. Đúng rồi, em căng thẳng quá anh ơi. Trời, ăn bánh căng vô mấy con căng thẳng rồi. Nhưng mà bì quà ăn hủ tiếu rồi. Nhưng mà anh thích ăn bánh xèo đúng không? Xèo. Em rất là thích luôn á. Phải không? Thiệt á, em cảm giác như hôm nay anh mua cái này là dành cho em á. Phải không? Ê, nó còn nóng nha. Nóng nổi luôn. Lạnh rồi nó. Em biết, anh biết không, em đội mưa, em đi mưa đó. Mua mà. Anh cho em ăn đi. Em ăn đi, dạ mời, mời anh Cường á. Mua bánh xèo xong rồi ở đâu có bánh tráng bà đã cho hay sao là ở đâu của mua ghế vô của cái chỗ bà bán em nướng em xin. Ờ cái khu này bán nhiều đồ quá ha. Nè, để anh Cường ăn chút. Mì Quảng em cũng thích nữa đó. Xong để đó xé ra. Đúng rồi, đúng rồi. Mỗi người một cái đi. Vậy hả? Không, ăn gì kỳ ngang ngược sao cuốn. Vậy thôi. Sao cô? Có bánh tráng không? Gì là? Ủa anh thường là bánh xèo miền Tây á, đâu ăn bánh tráng đâu anh thường. Có chứ. Cải. Cải. Cải nhưng mà thích ăn bánh tráng. Em cũng thích ăn bánh tráng. Một chút đó ha, là hai anh em Ngọc Nhật Cường với Nhật Lan ăn á là sẽ có cái vị nó mặn mặn mà nó cay cay. Đó là nước mắt của em đó. Sao vậy? Em đổi mưa, em đổi mưa bánh xèo. Khóc luôn hả? Đó, rơi nước mắt. Nãy đứng trước trước bà bán bánh xèo em phải rươm rướm nước mắt. Bà mới bán hả? Mới bán ưu tiên cho em. Trời, thương lắm. Trời ơi, bà hay chi bà tặng tôm thêm. Từ thường ta có hai tôm tặng tôm thôi. Hả? Không biết không? Sao nãy giờ hai anh em ở nhà nói nhiều không vậy Lan? Tâm sự nhiều lắm. Em